Thưa ông, là vừa qua Hiệp hội Bảo vệ tiêu chuẩn của Việt Nam đã đưa ra thông tin là có 150 mẫu nước mắm có lượng thạch tín, tức là Arsen vượt ngưỡng cho phép, và trong đó thì có rất nhiều thương hiệu nước mắm truyền thống của Việt Nam. Và ngay sau đó thì Bộ Y tế cũng đã phải đính chính lại thông tin là 150 mẫu nước mắm thì đều an toàn. Vậy thì ông có quan điểm như thế nào về hai cái báo cáo trái chiều này? Thật ra thì những cái mà thông tin mà như cái hiệp hội đó đưa ra ấy, thì theo quan điểm của tôi ấy là trước khi mà chưa có cái sự phối hợp với cái cơ quan chức năng, mà ở đây cái cơ quan chức năng mà có cái thẩm quyền để đưa ra được cái thông tin chính thống đấy là phải là cái cơ quan chức năng của Bộ Y tế, mà cái hiệp hội mới đưa ra cái quan điểm như thế trên các cơ quan báo chí và chưa có cái sự thống nhất với lại cái ý kiến của Bộ Y tế thì gây ảnh hưởng rất là lớn đến cái quyền lợi của các cái nhà sản xuất, đặc biệt là những cái doanh nghiệp và người sản xuất nước mắm truyền thống, và gây ảnh hưởng cái thiệt hại về uy tín và thiệt hại về kinh tế rất là nặng nề. Đấy, và ảnh hưởng cả một cái ngành của rất nhiều các cái tỉnh thành. Thì đây là một trong những cái mà bài học kinh nghiệm cho những cái cung cấp các cái nguồn thông tin đến cái người tiêu dùng và ảnh hưởng đến cái nhà sản xuất sau này. Cái thông tin nước mắm có lượng arsen vượt ngưỡng cho phép thì không chỉ gây hoang mang rất lớn cho người tiêu dùng, mặt khác thì các doanh nghiệp cũng đã bị thiệt hại rất lớn. Vậy theo ông, các doanh nghiệp sản xuất nước mắm truyền thống của Việt Nam có thể khởi kiện lên Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng hay không? Thì theo quy định của cái Bộ luật dân sự của chúng ta ấy, thì khi mà một bất kỳ một cái tổ chức cá nhân nào mà có cái hành vi vi phạm pháp luật và gây ra những cái thiệt hại về vật chất, tinh thần cho một cái bên thứ ba, thì những cái bên đó có quyền là tiến hành khởi kiện cái vụ án dân sự để đòi cải chính thông tin, đòi bồi thường các cái thiệt hại của mình. Thì trong cái vụ việc này thì các cái nhà sản xuất nước mắm truyền thống hoặc là những cái doanh nghiệp mà bị ảnh hưởng trực tiếp từ cái hoạt động truyền thông này, từ những thông tin sai lệch này, thì có thể khởi kiện được cái hiệp hội để bảo vệ cái quyền lợi của mình tại cơ quan tòa án. Và một trong những cái lưu ý ấy, đó là các cái hiệp hội các cái nhà sản xuất phải thu thập các cái chứng cứ để chứng minh được những cái thiệt hại thực tế của mình, và là căn cứ để các cái cơ quan tài phán là tòa án xem xét và quyết định cái mức bồi thường. Vậy thì cụ thể những cái bằng chứng để chứng minh và có thể khởi kiện là gì ạ? Trong cái vụ kiện này ấy, thì các cái doanh nghiệp có thể chuẩn bị, thứ nhất đó là các cái doanh nghiệp có thể cùng đứng lên trong một cái đơn khởi kiện và ủy quyền cho một cái bên thứ ba khởi kiện, là một cái vụ án chung, hoặc là từng doanh nghiệp có thể là khởi kiện riêng để bảo vệ cái quyền lợi của mình. Và doanh nghiệp thì cần phải chứng minh được là bên hiệp hội có cái lỗi trong cái việc là cung cấp thông tin và gây ảnh hưởng đến trực tiếp đến cái quyền lợi của mình ấy, và họ phải chứng minh là các cái bằng chứng chứng minh là từ cái khi mà có cái thông tin đấy thì cái quyền lợi, cái lợi ích của doanh nghiệp bị ảnh hưởng như thế nào, họ thiệt hại bao nhiêu, thì phải có cái số chứng minh cái thiệt hại thực tế bằng cái con số thực tế và tính toán trên cái cơ sở khoa học để thuyết phục cái hội đồng xét xử để xem xét và quyết định.